kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin tài chính và kinh doanh số đặc biệt chào đón Tết Nguyên đán năm 2022. Hòa chung không khí Tết đang đến rất gần, bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Fed giữ nguyên lãi suất, ám chỉ bắt đầu tăng từ tháng 3. Ngân hàng nhà nước bơm 7.800 tỷ đồng vào thị trường trong 3 ngày qua. Giá bán tăng không kịp nhiên liệu đầu vào, lợi nhuận hóa dầu Petrolimex quý 4 giảm 59%. Lọc hóa dầu Bình Sơn lãi 6.705 tỷ đồng trong năm 2021, đã trả 2.200 tỷ đồng nợ vay. SHB báo lãi 2021 tăng 90%, dự kiến trả cổ tức tỷ lệ tối thiểu 15%. Fed quyết định giữ nguyên lãi suất cận 0% sau cuộc họp ngày 25 và 26 tháng 1, ám chỉ sẽ tăng vào tháng 3. Kết thúc cuộc họp chính sách trong 2 ngày 25 và 26 tháng 1, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang FOMC, cơ quan lập chính sách của Fed đã thông báo giữ nguyên lãi suất ở mức 0 đến 0,25% như dự báo trên thị trường. Tuy cuộc họp FOMC không đưa ra mốc thời gian cụ thể, nhưng các dấu hiệu đã cho thấy việc tăng lãi suất có thể diễn ra từ tháng 3. Theo thông báo, với lạm phát giữ trên 2% và thị trường lao động mạnh, Ủy ban kỳ vọng tình hình sớm phù hợp để tăng lãi suất. Ngoài ra, quy mô bảng cân đối của Fed hiện gần 8.900 tỷ USD, gấp hơn 2 lần so với khi bắt đầu chương trình mua tài sản quy mô lớn để hỗ trợ thị trường. Do đó, Fed cho biết các thành viên FOMC đã nhất trí về quy tắc để giảm đáng kể quy mô tài sản nắm giữ bằng cách hạn chế lượng trái phiếu sắp đáo hạn được tái đầu tư mỗi tháng. Kế hoạch này sẽ bắt đầu sau khi tăng lãi suất. Thị trường đang kỳ vọng về Fed tăng lãi suất 4 lần năm nay, bắt đầu giảm quy mô bảng cân đối từ mùa hè hoặc đầu thu. Dow Jones đảo chiều sau khi cuộc họp báo của ông Powell giảm 240 điểm, S&P 500 giảm 0,6%, Nasdaq tăng 0,5%. Ngân hàng nhà nước bơm hơn 7.800 tỷ đồng vào thị trường trong 3 ngày qua. Trong phiên giao dịch ngày 26 tháng 1, Ngân hàng Nhà nước đã bơm gần 3.915 tỷ đồng vào hệ thống ngân hàng. Cụ thể, cơ quan này đã đấu thầu mua thành công 3.914,97 tỷ đồng giấy tờ có giá từ 3 thành viên tham gia với kỳ hạn 14 ngày với lãi suất 2,5% trên năm. Đây là phiên bơm thứ 3 liên tiếp của nhà điều hành trong tuần này với tổng khối lượng lũy kế đạt 7.822 tỷ. Trong tuần trước, nhà điều hành cũng đã cho các tổ chức tín dụng vay 1.060 tỷ với lãi suất 2,5% và kỳ hạn 28 ngày. Hoạt động bơm thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước diễn ra trong bối cảnh thị trường đang bước vào giai đoạn cao điểm thanh toán cận Tết Nguyên đán. Trước đó, cơ quan này cũng đã bơm 10.000 tỷ vào hệ thống ngân hàng trong những phiên giao dịch cuối cùng trong năm 2021, phục vụ cho nhu cầu thanh toán cuối năm. Số tiền này đã đáo hạn và rút khỏi hệ thống ngân hàng trong tuần từ ngày 10 tháng 1 đến ngày 14 tháng 1. Sản lượng quý 4 giảm cùng với giá bán không tăng kịp giá nhiên liệu đầu vào khiến lợi nhuận hóa dầu Petrolimex giảm 59%. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021, Tổng công ty hóa dầu Petrolimex ghi nhận doanh thu tăng 18% lên 1.996 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn nên lợi nhuận gộp giảm 3,2% xuống 259 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp giảm từ 15,8% về 13%. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sản lượng tiêu thụ quý 4 giảm nhưng giá bán bình quân cao hơn nên doanh thu thuần vẫn tăng. Tuy nhiên, sản lượng tiêu thụ giảm cùng tốc độ tăng giá nhiên liệu đầu vào cao hơn tăng giá bán, nên biên lợi nhuận gộp giảm. Cả năm, doanh thu tăng 22%, đạt 6.867 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng 6% lên 157 tỷ đồng. Doanh nghiệp vượt 13% mục tiêu doanh thu và 3% mục tiêu lợi nhuận sau thuế. Hầu hết các mảng kinh doanh của hóa dầu Petrolimex đều tăng trưởng, ngoại trừ mảng hóa chất với biên lợi nhuận mỏng chỉ đem về 162 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Giá dầu thô năm 2021 liên tục tăng khiến hoạt động kinh doanh của BSR khởi sắc. Riêng quý 4, cả doanh thu và lợi nhuận của BSR đều gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 với kết quả kinh doanh đạt cao nhất theo quý kể từ khi cổ phần hóa. Doanh thu 34.492 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế 2.684 tỷ đồng, tăng 116%. Doanh nghiệp lý giải giá dầu thô năm 2020 giảm mạnh từ mức 63,5 USD trên thùng bình quân tháng 1 xuống 18,5 USD trên thùng bình quân tháng 4, sau đó phục hồi nhưng chỉ đạt 49,89 USD trên thùng bình quân tháng cuối năm. Trong khi đó, năm 2021, giá dầu thô liên tục tăng mạnh lên 83,66 USD trên thùng cho đến tháng 10. Chỉ mới hạ nhiệt trong 2 tháng cuối thì đến đầu năm 2022 đã tăng trở lại. Kết thúc năm, BSR có tổng tài sản 66.785 tỷ đồng, tăng thêm gần 11.000 tỷ so với đầu năm. Tổng nợ vay đã trả trong năm là 2.222 tỷ đồng. Năm 2021, SHB báo lãi trước thuế 6.221 tỷ đồng,
tăng 90% so với cùng kỳ và vượt 7% kế hoạch năm. Đến 31 tháng 12 năm 2021, tổng tài sản đạt 506.500 tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2020. SHB cho biết lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 6.221 tỷ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ và hoàn thành 107% kế hoạch cổ đông đề ra. Tỷ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập thuần giảm xuống 24,22%. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, tổng tài sản đạt 506.500 tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2020. Vốn tự có theo chuẩn Basel 2 đạt 53.231 tỷ đồng. Huy động vốn thị trường 1 đạt 379.000 tỷ đồng, tăng 12%. Dư nợ cấp tín dụng đạt 369.000 tỷ đồng, tăng 16% so với năm 2020. Trong năm 2021, SHB đã chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 với tỷ lệ 10%, năm 2020 với tỷ lệ 10,5% và phát hành thành công cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá ưu đãi 12.500 đồng trên cổ phiếu. Qua đó, vốn điều lệ tăng lên 26.674 tỷ đồng. SHB dự kiến chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ tối thiểu 15%. Việc liên tục tăng cường năng lực tài chính giúp tỷ lệ an toàn vốn của SHB theo chuẩn Basel 2 đạt 11,6% tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2021. Kính thưa quý vị, tuần giao dịch cuối cùng trong năm, ngân hàng và dầu khí là hai nhóm có mã vốn hóa lớn dẫn dắt thị trường và thu hút dòng tiền đầu tư. Trong khi đó, nhóm ngành bất động sản tiếp tục gặp nhiều phiên điều chỉnh và có sự phân hóa mạnh sau nhiều phiên tiêu cực trước đó. Dòng vốn đã rút khỏi các mã có vốn hóa nhỏ và tạm thời điều chỉnh sang các mã blue chip trong dầu VN30. Thanh khoản của thị trường duy trì ở mức thấp do tâm lý rút tiền của người dân trước kỳ nghỉ Tết dài ngày. Phiên ngày 25 tháng 1, VN Index đã phục hồi 39,87 điểm. Đây là phiên VN Index tăng mạnh nhất kể từ tháng 2 năm 2021. Và theo số liệu thống kê, VN Index được kỳ vọng sẽ giao dịch tích cực trong phiên đầu năm mới. Bên cạnh đó, giá vàng ngày 27 tháng 1 cũng ồ ạt giảm mạnh cả thị trường trong nước và trên thế giới. Chênh lệch mua vào và bán ra tại thị trường trong nước niêm yết quanh ngưỡng 600.000 đồng trên một lượng. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Thay mặt ekip chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.